Tôi cho con hỏi, con là một người trẻ rất khó để tránh những lựa chọn sai lầm. Quả thật từ trước đến nay khi đứng giữa nhiều sự lựa chọn thì con luôn chọn phải con đường mà sau này khi nhìn lại cảm thấy là mình sai và đã lãng phí rất nhiều thời gian, tâm tư, vật chất. Cuối cùng kết quả lại không như mong muốn. Cũng chính vì điều này cuộc đời con dù không muốn chút nào nhưng con vẫn làm tổn thương gây ra đau khổ rất nhiều cho cha mẹ con vì con chẳng có bất kỳ thành tựu gì. Cho cha mẹ hài lòng vui vẻ, thưa sư giúp con khai mở làm sao để có thể có những lựa chọn đúng đắn hơn và làm sao để báo hiếu cho cha mẹ một cách rốt ráo và hiệu quả nhất. Nói về các cái sự lựa chọn đó thì chúng ta chỉ cần lựa chọn như thế này. Lựa chọn. Trong tất cả các công việc từ gia đình cho đến xã hội, nếu mà nói giữa hai sự lựa chọn đúng gì, thứ nhất đó là nên làm hay là không nên làm. Nên làm ở đây đó có nghĩa là thiện, cái điều đó là điều thiện hay là điều bất thiện. Khi đứng như hai lựa chọn, quý vị chỉ cần hỏi cái này là thiện hay bất thiện. Thì nếu như nó là thiện á, thì dù cho nếu như quý vị chọn, quý vị làm cái việc đó mà nó khiến cho chúng ta bị thất thoát về tài sản, thất thoát về sức khỏe, ảnh hưởng cuộc sống, thì vẫn nên chọn điều thiện. Còn nếu như nó là bất thiện mà nhờ cái điều bất thiện đó chúng ta đạt được nhiều sự lợi ích, thì dù cái lợi ích đó như thế nào đi nữa thì cũng không nên chọn. Rồi trong ngay cả như trong cái thiện đó đó thì cũng phải xem là cái thiện nào nhiều hơn, quan trọng hơn. Ví dụ như chúng ta bố thí và chúng ta hành thiền, thì trong hai cái việc đó đó thì cái việc hành thiền nó quan trọng hơn cái việc bố thí. Hơn nữa đó, để mà quý vị có được cái trí tuệ mà có thể nhìn thấu được sự thật để có thể qua quán xét thì chúng ta phải có trí tuệ, có các cái các pháp tăng trưởng trí tuệ. Đó là gì? Thứ nhất đó là thường xuyên học hỏi. Chừng nào chúng ta còn học hỏi được là chừng đó chúng ta còn phát triển trí tuệ. Ha? Phải học hỏi thì khi mà đụng chuyện đó mình mới có cái kiến thức để mình giải quyết vấn đề và mới có kiến thức để mình lựa chọn. Cái người có học đó, cái người có học đó họ có cái sự nhìn xa trông rộng hơn là cái người mà không có học. Người học càng nhiều thì cái tầm nhìn của họ càng xa. Đấy. Rồi tiếp theo đó là thường xuyên suy tư những vấn đề sâu sắc. Đó có thể là những vấn đề về giáo pháp hoặc là những vấn đề trong công việc hoặc là việc làm của quý vị đó, mà nó mang cái tính là mình phải vận dụng đầu óc nhiều đó, thường xuyên suy tư về những vấn đề đó. Ví dụ như ở trong một cái cũng ví dụ như làm một cái công việc đó thì chúng ta suy tư là làm cái công việc này đó mình phải làm như thế nào để mà nó nhanh, tiết kiệm mà hiệu quả. Nếu chúng ta tập tập sử dụng đầu óc, tập suy nghĩ thì dần dần chúng ta sẽ tăng trưởng trí tuệ. Ha. Rồi cái nữa đó
là thường xuyên. Gặp gỡ những bậc thiện tri thức từ thầy cho đến bạn ha. Và xa lìa những người ngu dốt. Đấy. Thì đó là những cách mà chúng ta tăng trưởng trí tuệ. Và xin thưa đó, là rất nhiều những cái câu hỏi mà bản thân chúng ta có thể trả lời. Rất nhiều những vấn đề mà bản thân chúng ta biết được đâu là câu trả lời chính xác nhất. Bằng cách thực hành thiền định. Bởi vì sao? Bởi vì đó, khi mà tâm của chúng ta nó lăng xăng bởi các dục nhiễm thì tâm chúng ta trở nên nó yếu đuối lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền định, tâm của chúng ta sẽ trở nên nó kiên cố, nó sẽ trở nên lắng động lại, giống như một cái ly nước mà khi nó lắng động lại đó, thì những cái cặn cặn cấu, những cái hạt sạn, hạt sỏi thì nó sẽ chìm xuống dưới. Và như vậy chúng ta có thể dễ dàng quan sát rất nhiều việc. Quý vị cứ làm thử thì rất nhiều việc chỉ cần mà chúng ta tĩnh tâm lại, cái tâm chúng ta tĩnh lại, nó không còn bị lăng xăng nữa đó. Quý vị sẽ tự nhiên có câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc đời của mình nhiều lắm, thưa quý vị, nhiều lắm. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải có cái kiến thức nền tảng trước ha, kiến thức nền tảng trước, phải có kiến thức nền tảng trước, thì khi đó tâm của chúng ta khi nó định tĩnh lại đó, chúng ta có thể biết được cái hướng giải quyết vấn đề. Một cái cách nữa đó là tăng trưởng cái trí quán xét. Xét bằng cách thực hành tứ niệm xứ. Muốn mà luyện một cái đôi mình gọi là hỏa nhãn kim tinh ấy, thấy được sự vật đúng với cái bản chất của nó thì phải thực hành tứ niệm xứ. Thì với những cái cách này đấy, với những cách này thì quý vị sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ tăng trưởng cái trí tuệ của mình, tăng trưởng cái trí tuệ của mình, và đứng trước một cái vấn đề lựa chọn trong cuộc sống, chúng ta sẽ có khả năng biết được đâu là sự lựa chọn chính xác. Còn nói về cái chuyện mà gọi gọi là cái báo hiếu phụ mẫu á, thì như thế này, chúng ta có ba bậc ha, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là cái gì? Chu cấp vật chất. Đây là cái thường mà người thế gian họ đòi hỏi đó, chu cấp vật chất ha, chăm lo tinh thần ha. Rồi mình duy trì các truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đấy. Ví dụ như gia đình mình có truyền thống là đi chùa, hoặc là có truyền thống là yêu thương lẫn nhau, có truyền thống đoàn kết, hoặc là có cái truyền thống là ngay cả như cái chuyện là có truyền thống là không có chữ tục ở trong gia đình, thì đó cũng là cái truyền thống tốt đấy. Rồi giữ gìn tài sản thừa kế ha.
Rồi gì nữa? Cha mẹ chết rồi làm phước hồi hướng, thì đó là cái kiểu báo hiếu phụ mẫu ở bậc hạ. Thế nào là báo hiếu phụ mẫu ở bậc trung? Cha mẹ không có đức tin thì hướng dẫn cho cha mẹ có đức tin. Cha mẹ bỏng sẻn thì hướng dẫn cha mẹ bố thí. Cha mẹ không giữ giới thì hướng dẫn cha mẹ giữ giới. Đấy, thì đó là sự báo hiếu cha mẹ bậc trung. Tại vì cái đầu ngó gì nó dễ, nó còn dễ, tại vì không có đụng tới cái chi kiến gì của cha mẹ hết trơn. Và cái thứ mà cái này nó mới khó ha. Cha mẹ tà kiến thì hướng dẫn cho cha mẹ có chánh kiến. Cái này nó khó đó chứ không phải dễ đâu, mà nó chỉ mới là bậc trung thôi, nó chỉ mới là bậc trung thôi ha. Còn thế nào là báo hiếu mà bậc thượng? Đó là gì? Giúp đỡ cha mẹ chứng thánh đạo thánh quả bằng cách tự mình chứng đắc, sau đó độ cha mẹ, như là trường hợp của ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Rất Tháp Ba La hoặc là ngài hoặc là Đức Thế Tôn. Đấy, bản thân các ngài đấy cũng là xuất gia tự độ mình trước, khi mà bản thân mình chứng chứng thánh đạo thánh quả rồi đó quay trở lại độ cha mẹ của mình, thì đó là sự báo hiếu bậc thượng. Mà ở thế gian đó, ở thế gian đó, cái người mà làm được cái việc mà báo hiếu bậc hạ đó là thiên hạ đã có thể là đưa họ lên là cái người là đại hiếu tử ha. Đó là một cái đứa con là chí hiếu. Chí hiếu có nghĩa là đứa con hiếu nhất thế gian đó, là đã như thế rồi. Nhưng mà trong cái tinh thần đạo Phật ấy, thì nó còn thiếu nhiều lắm.